Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị thêm một cái dòng cây tứ quý nữa, trái quanh năm. Thì bây giờ mà cây nào mà một năm trái một mùa thì hầu như là chờ đợi rất là lâu, rất là mòn mỏi phải không quý cô chú anh chị? Quý cô chú anh chị chỉ muốn là trồng cây nào mà có nhanh cho trái và ăn rất là ngon thì đó là cóc thái nha quý cô chú anh chị. Cây này trồng chậu thì siêu đỉnh luôn, siêu dễ thương luôn. Cây nó nhỏ như thế này thì nó đã có bông rồi á quý cô chú anh chị và nó có thể đậu trái rất là nhiều luôn. Thì cây này thì mình có thể ăn trái non, thì mình ăn luôn cái hạt thì cực kỳ ngon, và đặc biệt là mình làm thêm các món thêm một ít muối, ít đường, rồi mình thêm gia vị cho vừa, ăn thêm một ít ớt nữa thì cực kỳ hấp dẫn trên các bàn ăn luôn á phải không quý cô chú anh chị. Giúp cho mình khi mình ăn vô thì mình sẽ có cảm giác thèm ăn hơn, thì cực kỳ ngon luôn. Có một cái những cái trái cóc thái rồi mình đem thêm một cái chén muối nữa thì phải nói là tuyệt vời luôn, nhắc tới thì đã thấy thèm rồi đó quý cô chú anh chị. Rất là ngon luôn, đặc biệt là Ngọc Ngân thích ăn luôn cái hạt đó quý cô chú anh chị. Những cái dòng cóc hái thì thường thì trồng thì quý cô chú anh chị hay bị những cái hiện tượng là nó ra đọt xong rồi cứ nó cứ quéo 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 lại đó quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có gặp cái trường hợp đó không? Thì những cái trường hợp đó thì cây nó đang bị sâu rầy, thì mình sẽ tùy trường hợp ở tùy vùng tùy địa phương thì nó sẽ có bệnh sâu rầy gì, thì điệp đỏ điệp sáp thì mình sẽ mua những cái thuốc nó phù hợp với những cái bệnh đó, thì để mình có thể là mình bảo vệ cái cây của mình cho nó phát triển xanh tốt nha quý cô chú anh chị. Và đặc biệt nữa, không chỉ ăn trái nha, những cái dòng cóc thì Ngọc Ngân cực kỳ thích ăn lá luôn, bởi vì những cái lá cóc thì ăn nó hơi chua chua, mình ăn kèm với các món kho, các món bánh xèo thì cực kỳ ngon luôn á quý cô chú anh chị. Những cái đợt non nha, những cái lá già vậy thì để Ngọc ăn thử một lá thôi. Những cái lá già này thì mình ăn vẫn được nữa, nhưng mà nó hơi cứng á quý cô chú anh chị, nó sẽ rất là khó ăn. Thì do đó là mình chọn những cái lá non để giúp nó mềm, nó ăn nó chua, nó thơm cái mùi cóc luôn, ăn phải nói là cực kỳ ngon. Đặc biệt là Ngọc Ngân rất là thích ăn trồng các món bánh xèo. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích cái dòng cóc thái thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nhé.